Chúng ta đến cửa hàng rồi. Nhiều đồ đẹp quá. Để mẹ coi nào. Mẹ ơi, chúng tôi đẹp xinh quá. Sướng rồi. Ôi trời ơi. Bị sướng rồi. Không sao, để mẹ xử lý. Chị ơi, bây giờ chị tính xử lý sao ạ? Cô thôi đi. Con tôi đang làm cái gì mà cô bắt đèn hả? Đừng có chớ giận. Chị, chị nhìn đi. Tránh ra. Hả? Cái gì đây? Ê, cô có sao có không? Có gì đâu mà to tát nữa chứ. Này. Thôi chúng ta ra ngoài thôi. Chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi. Mấy con lần sau cẩn thận nha. Con về nha. Dạ, con chào cô. Thì là tập điểm của đi. Hôm nay đi học vui ta. Ủa? Sao mẹ vẫn chưa đón mình ta? Ôi giời, con bé này ngồi mình ở đây à? Chưa đón nữa. Chị ơi, cái màu này là xinh lắm nè. Được rồi. Ông chồng mày gọi gì đây? Alo, em nghe đây. Cái gì cơ? Trời ơi, không ổn rồi. Alice, một nghe máy đi. Anh ơi, con bị mất tích rồi. Con bé này khóc lóc cái gì? Nín đi nào nào. Alo. Hả? Thì chẳng phải là đứa bé hôm trước sao? Oh my god. Mau đi theo cô nào. Dạ. Mau lên. Hả? Chúng mày giờ cho gì hả? Đã có cô ở đây rồi. Ơi, cảnh sát à? Tôi đùa thôi. Tại sao con ngồi trường đợi mẹ? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được đi với người lạ cơ mà. Ơi, tại sao con lại hư như vậy hả? Đồ ngốc. Đi thôi, kệ con ta. Con cảm ơn cơ. Oh my god. Alex. Trời đau quá. Trời ơi, tôi không thể tin nổi. Mình đã nhìn được rồi. Yay! Cuối cùng thì mắt mình cũng sáng rồi. Mình có thể nhìn thấy mọi thứ. Alice, vui quá. Em vào đây. Hả? Cô ta có nhà hả? À, nhưng mà cô ta bị mù mà. Alice, có phải anh về rồi đúng không? Có nhìn thấy chúng ta đâu cơ chứ. Chúng ta vào thôi. Đừng nói gì đó. Trông đi anh. Anh thấy lại đối xử với mình như vậy. Ôi, đồ ăn sắp ngon quá. Đồ ăn ngon quá. Ui, cay thế. Cay quá. Lisa, em có sao không? Từ từ. Anh bảo, từ từ, bình tĩnh. Nước đi em. Trong này có sâu nè. Em ơi. Cho chừa cái tội ngoại tình. Ôi, anh đau bụng quá. Dạ. Hả? Đây là Lisa, cứu anh. Cố lên. Ông trời, mới chạy thôi.
Kéo tay dây. Trời ơi. Kéo tay dây. Alice, mau nhảy vô cái thùng đó đi. Đừng nói gì cả. Bọn chúng chạy chưa? Chúng quay lại kìa. Sao lại một người xui xẻo như vậy? Đáng đời. Sao vali của mình lại ở ngoài thế này? Anna, mở cửa cho anh với. Anh còn dám có mặt về hả? Anna, em nhìn thấy rồi. Hãy xem mình đã làm những gì. Anh lừa dối tôi hả? Tại sao anh lại dám làm như vậy chứ? Ôi không. Mau cút ra khỏi đây. Ôi không. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Anna. Trời ơi, cái bụng của tôi. Alice. Hả? Anna. Anna. Alice. Vai không? Cứu vợ tôi với. Con của chúng ta. Ui, con ơi. Đứa bé nó không nhìn thấy gì hay sao em ạ? Hả? Sao vậy? Trả con lại cho cô này. Alex, anh đi đâu vậy Alex? Chẳng phải đây là Alex ngày xưa sao? Cùng đi nào. Lâu lắm mới gặp lại em. Ui, lại gọi điện. Có chuyện gì vậy? Vợ anh em ạ. Là như vậy. Ui, ngại quá. Em sẽ đứng ở bên cạnh anh. Good morning em. Ai đây em? Ai vậy? Ai đây? Alice, hai người đang làm cái gì đấy hả? Đây, từ từ. Alex. Tại sao anh có thể nói ra những lời vô tâm như vậy chứ? Đứa bé thật là giỏi. Đứa bé này đang giỏi quá. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cháu gái, chúc mừng cháu. Con làm tốt lắm con gái. Dạ mẹ. Mẹ ơi. Đi chậm chậm thôi. Alice. Mẹ, ai vậy? Alice. Anna, đừng nhìn anh bây giờ. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ra nông nổi này? Ôi giời, tiền của tôi đâu mất rồi. Gái nó lấy hết tiền của mày rồi đó. Ôi trời ơi. Ok. Tiền của cô đi. Hả? Lisa. Hả? Alice. Lisa, trả tiền lại cho tôi. Đi thôi. Anna. Hả? Em đi. Hả? Nathan. Con cảm ơn chú. Con có sao không? Chúng ta xin lỗi. Sao mãi em mới chưa đến nhỉ? Lâu quá. La 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 la. Anna, em đến đây rồi à? Xin chào Alex. Anh chờ em mãi. Em tới rồi nè. Anh thấy em có xinh không? Em mặc bộ này đúng là hợp luôn. Kêu dâu quá. Cái gì mà xảy ra nhở? Ôi kêu Anna. Làm tốt lắm. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Lần sau có gì lại gọi tôi tiếp. Được.
Chết rồi, cô ấy bị bắt cóc mất rồi. Mình phải cứu cô ấy kiểu gì đây? À, đây nhờ. Hả? Hóa ra là như thế à? Dám làm trò sau lưng mình. Ôi trời ơi, cô có sao không? Ôi, cảm ơn anh. Tôi xin lỗi nha. Hả? Là đâu vậy ta? Tại sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không thể tin nổi. Hả? Anh Bảo đây. Hả? Trời, mình đang nhìn cái gì thế này? Ôi trời ơi. Ôi, đừng cắn em anh ơi. Đừng cắn em anh ơi. Em còn bị tí tít cả người thôi. Đừng cắn em. Hả? Kêu tay bay có ai không? Con chó kia, mau tránh xa ra. Trời dạ. Con chó nào mà hư quá vậy? Ủa, cô ta cũng cười cái gì? Ôi à, đừng có lại gần đến nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Anh không sao chứ? Ôi, cô bị thương rồi. Ủa? À, tôi không có sao đâu, đừng lo. Tôi đi đây. Ôi, cô bảo trọng nha. Lisa, Lisa đi em. Lên xe nào, Alex. Đi chơi một vòng. Alex. Nè, nè, dừng lại. Đừng có làm trò này. Là cô ta đưa tiền cho tôi. Để hai bay anh và Anna đó. Làm đi. Đừng nghe cô ta. Có phải như vậy không Lisa? Khốn kiếp. Không, em đâu có làm như vậy đâu. Cảm ơn anh nhá. Có gì đâu. Alex. Tại sao anh dám bắt chúng tôi hả? Nhận tiền của tôi rồi mà. Đáng đời nhà cô. Ôi trời ơi, ngày hôm nay là ngày gì mà xui xẻo cái gì? Thì ra mọi chuyện là như vậy. Anna, anh không dám quay lại đây tìm tôi hả? Không phải gì em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Max đã nói hết cho anh sự thật rồi. Là Lisa đã hãm hại chúng ta. Thật vậy sao? Alex. Anna, anh mừng lắm. Ông già hát bằng đầu gối. Hả? Cái gì đấy nhở? Đồ ăn tới đây. Anh chị có dùng gì không ạ? Ôi xin thế. Vô trong đi. Có ai dùng gì không ạ? Em ơi. Yêu lắm à. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ta? May thiệt đó. Em ơi, dậy đi, em có sao không? Alex. Anh không sao rồi. Cảm ơn anh nha. Tạ ơn trời. Hả? Alex. Anna. No. Đây, dừng tay lại. Tại sao cô làm như vậy à? Đừng có động vào người cô ấy. Chúng ta đi đâu Lisa? Trời ơi, không thể như vậy được. Cô sao vậy? Chuyện là một lần nữa anh ấy phản bội tôi. Ôi trời. Ôi trời. Cô ta là vợ anh hả? Ê! Dám phi cái dép vào đầu mình à? Chúng ta hãy cùng trả thù đi. Hey.
Chàng trai, anh uống đi. Để anh uống cho. Wow. Hey baby. Tuyệt vời. Giờ thì chúng ta hãy đưa anh ta ra đảo đi. Ôi trời, đảo đâu đây? Sắp đến giờ sinh rồi. Hả? Nhiều chỗ vậy mà không ngủ. À, sao cái miếng này nó cay quá vậy? Ừ. Sao tôi lại thấy lạnh vậy? Tắt điều hòa đi. Nè con kia, đứng lại. Trời bị nóng. Cái điều khiển này của tôi mà. Sao mà ồn ào quá vậy? Trời ơi. Hai người làm cái gì vậy? Ở lại nữa hả? Dạ để ý chú kìa. Ra rừng nhá, hai thằng ở rừng nhá. Sao mày chơi quá vậy? Em đi cẩn thận em ơi. Là cô ta. Lại là cô ta ư? Sợ nó AFK nữa này, phải chờ đây. Có trông chừng đó. Không có đâu bạn ơi. Trời. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ôi, cái gì đây? Con nghe thấy gì không hả? Con đi kiếm gì đó ăn đi. Đây, đây, chờ anh đi, chờ anh đi. Có ngay, có ngay. Em ăn đi. Gì ở đâu? Chẳng lẽ tôi bóp tay hả? Nhớ cặp mắt nha. Đáng khen, đáng khen. Ừ, đây em ơi. Đồ ăn đây em ơi. Ba tặng luôn nha. Wow, ngon thiệt đó. Ăn thôi nè. Ủa, đâu rồi ta? Bạn vào game chưa? Tôi vào rồi bạn ơi. Oh no. Cái gì ở đâu? Không lấy dĩa thì tôi ăn bằng cái gì hả? Ừ, tôi mới được thêm skin mới bạn ạ. Go, 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 go. Come on, come on. Đây rồi, cơ hội chúng ta đến rồi. Ra đây thôi. Lại bước lên vạc ba dọc. Bây giờ tính sao? Cái gì đây em ơi? Sao trời? Ôi trời ơi, anh kia lại rồi em ơi. Sao trời ơi? Mau đi ra đây. Ôi, chừng gần có mắt, anh chị đẹp, anh chị đẹp. Ôi trời ơi. A few moments later. Đây. Em thích đấm lưng, anh đấm cho em. Đúng vậy. Để anh massage cho em nhớ. Vui quá ha. Hả? Gì vậy? Ủa, cái gì đấy? Tôi muốn ăn kem. Xe đến rồi hả? Wow, kem ngon thiệt đó. Anna, em ăn đi. Đúng vậy, kem rất ngon. Cái bụng của mẹ. Sao nó khóc nhiều thế? Em bé có khóc hoài vậy? Nào, đừng khóc nữa nè. Cái chỗ em à? Con gái của mẹ giỏi quá. Bé tí mà giỏi quá. Ngoan quá đi. Tiếp tục lại con. Hả? Thôi nào, con ngoan. Con khóc quá trời. Hả? Đây, đây, anh ra đây. Con ơi, nín nào, ba thương. Yeah, con muốn ăn kem. Sao đây anh ý? Thôi, ăn nhiều quá. Con ơi, ba thương nào. Nào, nín nào. Nhà mẹ cũng thương mình nữa rồi. Chiếc bánh nhưng mình không rơi tới.
con yêu. Lại nữa. Mình phải làm sao đây? À, mình chỉ có một chút kia. Wow, Annie, con ổn rồi đúng không? Không sao là tốt rồi. Con không sao đâu. Con tỉnh rồi anh ạ. Chúng ta cùng chơi xích lô tiếp nào. Yay. Kem tới nè. Mấy bố con cùng ăn đi. Yeah. Ôi, Bình Chi Linh kìa. Chúng ta cùng ăn kem nha. Alex, Alex sao lại bỏ em lại chứ? Hả? Trời ơi, con của tôi đâu rồi? Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Con ơi, con ở đâu? Hả? Trời ơi, chạy đâu mất tiêu rồi? Phải làm sao để mình tìm lại con đây? À, ở đằng kia có đứa trẻ. Hả? Trời ơi, thật đáng thương. Ta sẽ đưa con về nuôi. Đi chậm với con. Con có mắc mối gì hả? Đi đứng kiểu gì vậy? Hả? Sao vậy? Con à, mau dừng lại đi. Đây chẳng phải là Sweetie. Con chính là con gái của ta. Mẹ. Hả? Eww, mùi quá vậy. Ơ, mau tránh xa ra đi, mùi quá. Hai đứa mau ra uống sữa nè. Wow. Hey, con uống nè. Con cảm ơn mẹ. Trời ơi, sao thế? Con đâu biết gì đâu. Thôi nào, đi theo mẹ. Wow, trông mẹ thật dễ thương. Nè, làm cái gì vậy? Mau bỏ màn đó xuống. Trời ơi, hai đứa mau dừng lại. Annie, hả? Annie à, con đi ra ngoài. Mình sẽ lấy trộm hết số tiền đó. Chào cháu, hãy về nhà và lấy hết số tiền đó ra đây cho ta. Cháu không thể làm như vậy được đâu. Nếu không thì con bỏ cạp này. Oh my god. What? Nè cô kia, mau đứng lại. Alex, anh đừng đi, anh đừng làm như vậy mà. Cái gì? Bỏ tay ra. Cô hãy biết điều ở nhà đi. Cho cô tiền nè. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn mọi người. Ôi cô, bị đứt dây đàn rồi mẹ ơi. Không sao con, chúng ta sẽ cầm số tiền này đi mua một cây đàn mới. Nào, mau đi thôi. Dạ. So good. Mẹ ơi, con thích chiếc đàn đó. Xin lỗi, chị đã chọn được cây đàn cho mình chưa? Dạ, tôi có từng này tiền thì liệu có mua được không ạ? Từng này tiền thì đừng có mà đến đây ám khỏe nữa. Mau đi về đi. Nhà mình đi khu vui chơi rồi.
Trông bọn họ kìa, trông nghèo khổ tội nghiệp chưa kìa. Alex. Ôi trời. Annie, con làm gì vậy? Yeah. Hả? Gì đấy? Yeah, con là Annie nè. Ơ, con bé đây. Biết tao là ai không à? Mày lui ra đây. Tránh xa ra. Trông bọn nó khổ thân nhỉ. Cháu gái muốn mua chiếc nào? Wow, chiếc đàn kia đẹp quá. Mẹ ơi, con thích cái này. Có tiền ngay đây. Cháu đúng là một thiên tài, rất biết cách nhìn. Chiếc nào mà con thích mà. Đi về thôi con. Liêu liêu liêu. Buồn quá. Hay quá đi. Chơi đàn hay quá. Bé mà giỏi quá đi. Anh đi, con làm gì vậy? Anh đi. Hả? Bán thận ư? Wow, hay quá, hay lắm, hay lắm. 9 điểm. Ấy trời, nó làm cái gì vậy? Trời ơi, cái tiếng nhạc gì mà nghe cứ chói tai quá vậy? Hả? Con à, mẹ đã mua đàn cho con rồi nè. Cố lên nha, con làm được mà. Hay quá, tuyệt đỉnh. Wow, tuyệt, tuyệt, tuyệt rồi. Chiếc cúp này sẽ dành cho cháu. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ của con đã bán thận rồi. No. Trời ơi, ngon quá à. Mùi thơm nức cả mũi. Nè cô gái. Hả? Ai vậy? Không có ai cả. Chị, chị là cái gì? Trời ơi. Là dạ, tao đây mà. Ai đó? Hả? Trời ơi. Cái gì đó? Xin chị. Trời ơi. Một chú sói trắng sao? Trời ơi, chúng ta muốn chạy rồi. Có sói kìa. Trời ơi. So good. Sức mạnh của mình vẫn như ngày nào. Anh ơi, anh có thể làm vệ sĩ cho em được không? À không, tôi xin lỗi, mà tôi có vợ rồi, tôi còn phải chăm sóc vợ của tôi cơ. Có trả tiền mà, từng này không đủ hả? Ui nhưng mà nhiều tiền quá. Hey, Alex. Vậy, từng này. Tôi đồng ý, bỏ tay ra. Alex, Alex. Alex, anh làm gì vậy? Anh đừng làm gì cho cô ấy. Nói vậy chứ. Thì là cảm thấy an toàn quá đi. Con ông mày linh tinh rồi. Này, sao đâu, của tao ở đây rồi. Anh làm tốt lắm. Anh nhớ anh nhiều lắm. Vui quá. Sao cô đi nhiều nơi vậy? Nóng quá, mệt quá. Cho tôi một tí. Đây, 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 tôi đến đây. Cho mượn cái túi lần nữa nha. Trời, trộm. Hả? Cướp à? Không bắt hắn lại. Đứng lại. Trời, biết thế nào là cướp này. Wow. À. Gì vậy? Mày đuổi gì hả? Còn lâu. Kìa, tên trộm nó chạy rồi kìa. Mau tỉnh lại đi. Sao vô dụng cái gì? Em đâu? Alex,
ra đây. Anh xin lỗi em. Không, em không tha thứ cho anh đâu. Vậy là cô ấy không tha thứ cho mình nữa rồi. Alice. Anna, là em sao?